tuổi già hãy thương lấy cái thân. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, con người chúng ta ai ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc. Chính bởi vậy mà mỗi việc làm hàng ngày, dù nhỏ hay lớn, mỗi ước mơ, khát vọng đều hướng đích đến là hạnh phúc. Tuy nhiên, đã bao giờ quý vị tự hỏi điều gì làm ta hạnh phúc, nhất là khi về già hay chưa? Một số người cho rằng phải già đi là một sự hối tiếc của cuộc sống, nhưng tuổi tác đôi khi lại là một lợi thế. Chính vì kinh nghiệm của mỗi cá nhân được tích lũy theo năm tháng, vì thế tuổi tác càng lớn, bạn lại càng tự tin đối mặt với cuộc sống hơn. Sau đó, những người có năm điều sau, càng lớn tuổi lại càng hạnh phúc. Nếu yêu thương chính mình thì đừng bỏ qua năm điều này quý vị nhé. Điều thứ nhất, biết tự yêu bản thân. Chẳng riêng gì tuổi già mà ở bất cứ độ tuổi nào cũng thế. Muốn yêu thương được người khác thì trước tiên chúng ta phải học cách yêu thương chính mình. Yêu thương chính mình bắt đầu từ việc đơn giản nhất, chính là biết cách chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Thân thể và sức khỏe là vốn liếng của cuộc đời. Đối với người già, điều này càng quan trọng. Sức khỏe cũng là tài sản, là vốn của bản thân. Chăm sóc sức khỏe bản thân là cách đối xử tốt nhất với mình, với gia đình, con cái và xã hội. Cơ thể không khỏe mạnh không chỉ gây rắc rối cho bản thân mà còn cho người thân và gia đình. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Một người có hiểu biết về sức khỏe, biết cách giữ thân thể khỏe mạnh sẽ hạnh phúc hơn khi về già. Và chỉ có thân thể khỏe mạnh thì mới có nhiều cơ hội hưởng thụ nhiều điều hạnh phúc của cuộc sống. Bảo vệ bản thân khỏe mạnh là cơ bản nhất mà ai cũng phải làm. Dù thế nào, quý vị cũng phải nhắc nhở mình rằng sự khỏe mạnh là nền tảng cơ bản của một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, là cơ sở quan trọng để mỗi người thực hiện ý tưởng, ước mơ, nguyện vọng của cuộc đời mình. Bởi nếu bệnh tật, ốm đau, chúng ta thường sẽ không còn đủ sức khỏe, tâm trí nào mà lo lắng, suy nghĩ đến những việc khác. Đó là chưa nói đến chuyện bệnh tật còn khiến con người tiêu hao tiền bạc của cải, ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình, xã hội mất đi một người khỏe mạnh. Do đó, sức khỏe chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất mở ra cánh cửa hạnh phúc cho mỗi người. Có một câu nói mà bản thân Ngẫm Sự Đời vô cùng tâm đắc, ấy là: khi có sức khỏe, ta có ngàn ước mơ. Khi không có sức khỏe, ta chỉ có một ước mơ là sức khỏe. Khi có sức khỏe, ta có ngàn ước mơ. Khi không có sức khỏe, ta chỉ có một ước mơ là khỏe mạnh. Người có sức khỏe có 100 điều ước. Khi không có sức khỏe, ta chỉ có một ước mơ là sức khỏe. Điều thứ hai, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Có câu nói, muốn làm việc lớn cần phải có tính khí, hay câu, cơn nóng giận giống như đốm lửa trong tay. Khi chưa kịp ném ra người khác, nó đã đốt cháy tay chính mình. Nếu quý vị để ý sẽ thấy các bậc thánh nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, không hề sợ hãi. Vì vậy, người có nội tâm tĩnh lặng sẽ không để ngọn lửa sân hận thiêu đốt chính mình và cũng không làm những việc khờ dại khi bất bình, bởi tâm họ tĩnh như nước. Khi bước sang tuổi xế chiều, mọi người phải học cách kiềm chế cơn giận. Một khi không biết cách kiềm chế cơn giận, thì những gì họ biểu hiện ra bên ngoài sẽ là trạng thái rất xấu xí. Đồng thời, lúc tức giận, một loạt các từ ngữ và hành động cực đoan cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể và tinh thần, thậm chí có thể gây ra một số căn bệnh nhất định. Một khi chúng ta bị sự tức giận của mình chi phối thì dễ dàng xúc phạm đến người khác. Bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định không sáng suốt, đánh mất tình cảm của bạn bè và người thân xung quanh. Khi mọi người rời bỏ chúng ta thì lúc nằm trên giường bệnh chính là lúc chúng ta sẽ cảm nhận được sự thê lương, cô độc, không người thăm hỏi. Do đó, cách tốt nhất để được an nhiên, bình thản chính là hãy biết cách kiểm soát cơn tức giận của mình. Một người không bị cơn nóng giận chi phối
là một người biết suy nghĩ trước sau, tâm bình khí hòa, chính là một người đại trí. Bình tĩnh bao dung với tất cả, bình tĩnh chinh phục tất cả, bình tĩnh ở bất kỳ nơi đâu. Vì vậy, không cần một mực truy cầu để đạt tới thành công, mà nên truy cầu một tâm thái bình tĩnh. Bởi khi có một tâm thái bình tĩnh, thành công nhất định cách bạn không xa. Điều thứ ba, sống tử tế với mọi người. Nhà văn Mark Twain từng nói, tử tế là loại ngôn ngữ người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể nhìn được. Có thể thấy, sự tử tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Một người tử tế, đó chính là sống một cách ngay thẳng, thật thà, biết sống vì mình, vì người. Tử tế trong suy nghĩ, lời nói và hành động, luôn đứng đắn, có văn hóa, đạo đức và có tình người. Và sự tử tế được thể hiện rõ nhất qua cách mà con người ta đối xử với nhau trong cuộc sống. Một người sống tử tế với người khác và có một trái tim yêu thương sẽ nhận được càng nhiều may mắn. Cách mà chúng ta đối xử với người khác quyết định thái độ của người khác đối với chúng ta. Những người đối xử tử tế với người khác sẽ ngày càng có nhiều bạn bè, họ cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Sống tử tế là một khả năng và là một sự quyến rũ. Những người sống tử tế, dù là trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè hay tình yêu, đều có thể đạt được hạnh phúc vì họ có thể thấu hiểu, bao dung, có trách nhiệm và biết cách cho đi yêu thương. Thay vì sống ích kỷ và thờ ơ, họ sẽ nghiêm túc đối mặt với cảm xúc, biết cách bảo vệ cảm xúc của người khác và hiểu được sự chân thành của người khác. Người như vậy xứng đáng có được hạnh phúc. Tuổi tác không có nghĩa là tất cả. Năm tháng giúp chúng ta tích lũy nhiều điều có giá trị hơn. Những người biết cách cho đi sẽ đạt được nhiều thứ hơn, sống hạnh phúc hơn. Làm người nên giữ cho mình một cách tâm chân thành. Bạn sẽ chẳng biết được bất kỳ người nào chúng ta đang gặp sẽ trở thành một người ý nghĩa với ta sau này. Hãy đối xử tốt với người khác vì họ sẽ nhớ đến sự tử tế của bạn hơn là thành công của bạn. Điều thứ tư, không phán xét người khác. Khi còn trẻ, chúng ta học và có khi được dạy phải biết ham muốn vật chất và phấn đấu để đạt được chúng. Dù điều này chẳng tệ, nhưng nó thường đem lại lòng đố kỵ và tham lam và phán xét người khác dựa trên tài sản vật chất của họ, chứ không phải con người họ. Thế nhưng, đến khi chúng ta già đi, vật chất bắt đầu trở nên ít quan trọng hơn bằng con người, các mối quan hệ, và chúng ta sẽ học được cách không phán xét, chấp nhận con người của người khác. Người xưa vẫn thường nói, có từng chịu đựng khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy. Nếu luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có và thế giới sẽ trở nên tốt đẹp biết bao. Điều thứ năm, luôn có cái nhìn tích cực và luôn mỉm cười với cuộc sống. Trong cuộc sống, luôn có những tình huống không vui vẻ. Ai cũng phải gánh chịu những nỗi đau khổ hay sự bất công. Do vậy, người hạnh phúc hiểu rằng họ sẽ có nhiều thứ hơn khi sẵn sàng đón nhận những ngày không vui này. Ví dụ, khi chẳng may làm đổ cốc cà phê xuống bộ đồ yêu thích, người hạnh phúc biết cách lựa chọn phản ứng của mình với tình huống này và họ nghĩ thật may mắn làm sao khi mình có thể mua cà phê và quần áo đẹp để mặc. Bên cạnh đó, tiếng cười là liều thuốc hiệu nghiệm cho mặt thể chất, tình cảm và xã hội. Người hạnh phúc không thể sống mà thiếu nụ cười. Họ biết cách tự cười mình và những điều trớ trêu của cuộc sống, mà không phải cười sự trả giá của người khác. Bởi vì họ không quá nghiêm túc, biết buông thả và trải nghiệm niềm hạnh phúc của tiếng cười. Trên đây là 5 điều mà một người khi về già nhất định không thể bỏ qua nếu như không muốn cuộc sống của mình chỉ toàn những khổ đau hay bất hạnh. Hy vọng rằng mỗi chúng ta, dù có ở độ tuổi nào, cũng sẽ đều hạnh phúc vui vẻ và bằng lòng với những gì mình đang có, quý vị nhé. Quý vị thân mến,
Người ta thường nói tu thân dưỡng tâm, nhưng chúng ta nên làm gì để tu luyện bản thân và trau dồi tính khí của mình tốt hơn thì không phải ai cũng biết. Theo lời khuyên của người xưa, phương cách thông minh nhất để đối mặt với mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống là đối xử bằng một thái độ trong sáng nhất. Đừng để ham muốn vật chất ảnh hưởng đến tấm lòng của bạn và đừng quá vướng mắc vào những gì mình không thể có được. Có câu nói rằng, cuộc sống là của riêng bạn chứ không phải của người khác. Nếu một người có thể giữ được sự sạch sẽ và đơn giản ở bốn khía cạnh này thì đó là phong thủy tốt nhất trong cuộc đời này. Vậy đó là những khía cạnh nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Khía cạnh thứ nhất, biết coi nhẹ ham muốn vật chất. Trong thế giới vật chất này, có bao nhiêu người trở nên điên cuồng vì tiền và có bao nhiêu người làm những điều ma thuật vì lợi nhuận. Đặc biệt mấy năm nay, giữa người với người đã không còn cái gọi là tình nghĩa nữa. Cái còn lại chỉ là tiền bạc, vật chất. Đây kỳ thực không phải chuyện tốt mà là khởi đầu cho sự bất an của cuộc sống. Ham muốn vật chất có thể có nhưng không thể thổi phồng quá mức. Vì vậy, một số người đưa ra quan niệm phép trừ trong cuộc sống nhằm giảm bớt ảnh hưởng của ham muốn vật chất và tạo cho mình một cuộc sống êm đềm, tươi đẹp. Cốt lõi của phép trừ đó chính là sự đơn giản. Về tiền bạc, hãy biết có điểm dừng. Nếu chúng ta bị cuốn vào tiền bạc thì chúng ta có thể không hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Đối với sự nghiệp, chỉ cần bạn cố gắng hết sức thì sẽ không có gì phải hối tiếc. Còn kết quả thì cứ để ông trời an bài. Bởi vì trong số mệnh của bạn có thứ gì thì bạn sẽ có. Nếu không có thì bạn có dùng mọi thủ đoạn cũng không đạt được. Khía cạnh thứ hai, hãy giữ danh tiếng trong sạch và đơn giản. Mọi danh tiếng và tài sản đều vô nghĩa nếu nhìn từ góc độ rộng lớn hơn. Ngoài việc mang đến cho chúng ta sự mệt mỏi và đau đớn, nó dường như không có nhiều tác dụng. Chỉ tiếc rằng cuộc đời như khoảnh khắc thoáng qua và sẽ trôi qua trong chớp mắt. Khoảnh khắc những viên đá bị đập vào, ánh lửa vụt qua trong chớp mắt, cuộc sống vội vã trôi qua. Quý vị và tôi đều là những người qua đường trong giấc mơ trên thế giới này. Sở dĩ thiên hạ không thể nhìn thấu danh vọng là bởi vì họ không thể buông bỏ cái gọi là thể diện và bị dính líu bởi sự phù phiếm nhỏ mọn của mình. Sống trong một xã hội như ngày nay, chúng ta thường coi trọng thể diện quá mức, như thể chúng ta không thể sống nếu thiếu thể diện. Giữ cho tâm mình tĩnh lặng và đơn giản mới là cách sống tỉnh táo. Khía cạnh thứ ba, hãy chăm sóc sức khỏe, tinh thần. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thường nghe thấy từ sức khỏe. Về vấn đề này, chúng ta nên suy nghĩ về một câu hỏi. Chính xác thì chăm sóc sức khỏe là gì? Có người cho rằng ăn thực phẩm bổ sung sức khỏe là giữ gìn sức khỏe. Có người cho rằng tập thể dục hàng ngày là giữ gìn sức khỏe. Có người cho rằng ăn ít để không béo phì là giữ gìn sức khỏe. Trên thực tế, những gì mọi người chú ý đến đều là những thứ hời hợt. Quý vị phải biết rằng ăn quá nhiều thứ sẽ làm cơ thể dư thừa. Có câu nói rằng bệnh từ miệng mà ra. Đây không phải là điều tốt. Tập thể dục mù quáng và không kiểm soát cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Hơn nữa, cố tình bỏ bữa lại càng là chiêu trò tiếp thị lừa đảo. Vương Dương Minh trước khi qua đời đã viết 8 chữ nổi tiếng: thử tâm quang minh, diệt phục hà ngôn. Ý rằng tâm đã sáng tỏ, cần gì phải nói. Ông cũng từng viết: ngô tâm tự hữu quang minh nguyệt, thiên cổ đoàn viên vĩnh vô khuyết. Ý rằng tâm ta tự có trăng sáng, xưa nay tròn đầy không khuyết. Tâm mà sáng tỏ thì thế giới cũng tự tươi sáng lên theo. Khi một người thuần khiết và đơn giản đến một mức độ nào đó, tâm trí của người đó sẽ không còn những suy nghĩ sao lãng. Thân và tâm sẽ hòa vào làm một và cơ thể của họ cũng sẽ rất khỏe mạnh. Một người có tấm lòng trong sáng và ít ham muốn thì tương lai của quý vị sẽ tốt đẹp và đầy hứa hẹn. Giữ gìn sức khỏe thực sự không phải là nuôi dưỡng cơ thể mà là nuôi dưỡng tâm trí.
con người sống trên thế gian này, phiền não đều từ tâm sinh ra. Bởi vậy, khi có tâm lực mạnh mẽ, con người sẽ sống mà thong dong tự tại, được cũng không mừng rỡ, mất cũng không buồn đau. Khía cạnh thứ tư, giữ sự tử tế trong cách cư xử với người khác. Tại sao một số người ở tuổi trung niên hoặc người già lại khó ngủ, luôn nghi ngờ, thậm chí còn sợ gõ cửa? Chính vì đã làm quá nhiều điều xấu, nên sâu thẳm trong nội tâm họ lúc nào cũng cảm thấy bất an. Vương Thủ Nhân tin rằng, trên núi phá đạo tặc thì dễ, nhưng phá đạo tặc trong tâm mới khó. Rất nhiều người chưa vượt qua được bản thân và xuất hiện những ác niệm vô tận. Hãy giữ một tâm hồn trong sáng, đối xử chân thành với người khác và sống đơn giản, bạn sẽ có một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Quý vị thân mến, một người thực sự cao quý thì không phải toàn thân phát ra tiếng leng keng của ngọc ngà châu báu, mà là nội tâm tỏa sáng, thân thể phát ra năng lượng tích cực. Người thực sự cao quý sẽ không cố ý làm ra dáng vẻ cao quý, mà luôn hạ thấp như thế. Thái độ bản thân khi ở đỉnh cao huy hoàng thì không khoe khoang, khi trong cảnh khốn cùng, cực khổ thì không khúm núm hạ mình. Hãy sống và là một người cao quý mà ai cũng thương mến, con cháu đời sau vô cùng nể trọng quý vị nhé. Quý vị thân mến, đôi khi ta tự so sánh mình với những người có điều kiện hơn, rồi thấy ghen tị và than thân trách phận mình sao lại nhỏ bé, yếu kém như thế. Nhưng cũng có những người họ ngàn lần kém may mắn hơn so với quý vị. Ấy vậy mà trên môi lúc nào cũng không vắng bóng nụ cười. Hãy đọc để thấy biết ơn cuộc sống, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời lắng nghe những điều ý nghĩa sau đây để rút ra bài học nhân sinh ý nghĩa cho chính mình nhé. Thứ nhất, có tất cả những gì ngày xưa mong muốn nhưng lại không có người xưa. Thuở cơ hàn, thứ đầu tiên mà quý vị nghĩ đến và mang đến hạnh phúc cho quý vị là gì nhỉ? Là tiền, là địa vị, là sự nghiệp hoặc là tất cả điều này đi. Và chúng ta sẽ phải đi bao lâu để đạt được những mộng tưởng này? 5, 10 năm, thậm chí 20 năm. Cơm áo, gạo tiền, mọi thứ để huề sẵn trong tay. Và khi quý vị trở về chốn xưa, chẳng thấy bóng người nào chờ hứa hẹn năm xưa. Có hai lý do. Một là người xưa chẳng thể chờ chúng ta, và người xưa không thể chờ chúng ta nữa. Thời gian nó đuổi xuân đi, và thời cuộc nó cũng xô người rời. Không ai có thể đợi ai muôn đời, đó là quy luật, và đó cũng là sự nghiệt ngã của thời gian, mà không ai có thể tránh khỏi được nó, quý vị ạ. Thứ hai, có cả gia sản nhưng lại không có sức khỏe. Sinh ra trong phú quý lụa là, sơn hào hải vị, nhưng lại lâm trọng bệnh chẳng thể dung nạp. Một đời tâm sinh kế thuốc thang. Tài sản kích xù trong tay nhưng một mụn con cũng chẳng mua được. Tiền tài chất cao như núi do sinh nhai, nhưng cuối đời lại thân bại mà chẳng thể hào phóng cho thần chết được. Đó là chưa tính biết bao gia đình gia cảnh bần hàn cũng phải chống chọi với bệnh tật bủa vây. Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, ai cũng có những hoài bão, ước mơ, khát vọng, chinh phục lớn lao. Và ta thường xem nhẹ sức khỏe. Có bệnh tật rồi vái tứ phương mới nhận ra tài sản lớn nhất là sức khỏe. Khi có sức khỏe, ta có hàng ngàn mong muốn khác nhau. Nhưng khi không có sức khỏe, ta chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là sức khỏe. Không ít lần ta được nghe ai đó nói điều này, đúng không? Nhưng rồi cuộc sống mưu sinh với bao lo toan bộn bề, với bao giấc mơ, với bao trách nhiệm đè nặng lên đôi vai. Và bao nhiêu thứ ta muốn có, nào là nhà lầu, nào là xe hơi, nào là biệt thự. Dần dần, có lẽ quý vị đã quên chăm sóc tấm thân quý giá mà ta có. Đến một ngày kia, đổ bệnh, rồi ta mới vỡ lẽ, than ôi, cuộc đời ngắn thế, ta sắp bỏ lại tất cả để đi rồi. Thứ ba, tỷ phú thời gian nhưng không có tri kỷ. Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, vậy nên
cảm xúc của con người cũng biến đổi muôn vàn. Ngoài tình yêu, tình bạn và tình thân, chúng ta vẫn còn một thứ tình cảm là kết tinh của cả ba tạo thành, đó gọi là tri kỷ. Quý vị có tri kỷ của cuộc đời mình không ạ? Trong cuộc sống, tìm được người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp đã khó. Tìm được một người bạn tri kỷ còn khó hơn gấp nghìn lần. Mất người yêu, mất chồng hay mất vợ, ta buồn, buồn lắm. Nhưng rồi sau này, ta vẫn còn có thể có cơ hội gặp gỡ và tìm được một người yêu mới, chồng mới hay vợ mới. Còn bạn tri kỷ, một khi mất đi, ta sẽ đau hơn gấp nghìn lần và sẽ buồn, buồn cả một đời. Tri kỷ, một cách dễ hiểu là người hiểu mình, chấp nhận con người mình. Văn chương hơn, cái mà ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả tình yêu, qua tích bá nha tử kỳ, hẳn sẽ biết câu, cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm. Dù bạn có cố gắng cả đời, nhưng không ai ghi nhận, không ai động viên thăm hỏi, đồng cảm và kéo ta khỏi vũng lầy tiêu cực, thì đó là một dạng bất hạnh bạn hữu. Đối với một kiếp nhân sinh, trong đời chỉ cần có được một người tri kỷ cũng là hạnh phúc lắm rồi. Dù quý vị có nhà lầu xe hơi, rượu ngon trà ngọt, thì tận hưởng dư vị cô đơn thì thực sự là nghiệt ngã mà thôi. Thứ tư, đời sáng láng nhưng chuộng tà đạo dục vọng. Trong chốn nhân sinh hữu quan này thì sai lầm lớn nhất của con người là nhìn nhận thiếu chính xác, sai lầm. Quý vị đã bao giờ mắc phải những sai lầm đáng tiếc nào trong đời hay chưa? Nếu sai lầm là sự việc cụ thể còn sửa chữa được, nhưng nếu sai lầm xuất phát từ trong tư tưởng tà kiến thì đó chính là sai lầm lớn nhất của đời người. Từ tà kiến tà đạo dễ bị lâm vào vòng xoáy dục vọng, đốt mình trong tệ nạn dâm dục, thói hư tật xấu hay tiền tài phát xuất từ lòng tham sân si. Hãy nhớ, thành trì có kiên cố đến đâu thì một ông vua cũng sẽ bị diệt vong bởi tham ái, sức khỏe ước vạn thọ cũng chóng du héo bởi nghiện ngập hút sách, và cuối cùng đức phúc có tích dày như núi cũng sẽ lở xuống bởi dục vọng đời người. Quý vị thân mến, cha mẹ chính là những người đã mang con đến với thế giới này, cho con sự sống, nuôi con khôn lớn và dạy dỗ con trưởng thành. Chẳng thế mà con dù có lớn thế nào thì đối với cha mẹ vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Và chính bởi suy nghĩ đó cho nên nhiều bậc làm cha, làm mẹ vẫn luôn chở che, bao bọc, thậm chí là theo sát con trong mọi hoàn cảnh. Nhưng quý vị biết không, đôi khi chính sự quan tâm quá mức ấy đã khiến cho con cái trở nên không thoải mái. Đôi khi nảy sinh những mâu thuẫn, những xung đột không đáng có nữa. Vì thế quý vị nhớ là khi về già có năm việc mà cha mẹ đừng dại can thiệp cư xử với con, nếu không muốn để quan hệ đôi bên trở nên xa cách hơn. Vậy đó là 6 việc gì? Ngẫm sự đời mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Việc thứ nhất đó là cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào đời sống của con. Quý vị có thể thấy đấy ạ, có nhiều người tuy đã trưởng thành rồi, thế nhưng với cha mẹ thì chúng mãi mãi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Và cũng chính vì thế cho nên nhiều bậc cha mẹ vẫn không thể yên tâm buông con cái mình ra ngoài xã hội để tự lập. Họ lo cho con mình vấp ngã, lo cho con mình không thể tự lo cho cuộc sống, không thể tự chăm sóc bản thân, chưa đủ kinh nghiệm. Dần dần những nỗi lo ấy lớn lên, họ cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng quay phục vụ con cái từng miếng ăn giấc ngủ. Đến khi chúng có cuộc sống gia đình riêng, vẫn không thể yên tâm chuyện con, chuyện cháu, quên mất đi cuộc sống bản thân và những niềm vui mình cần được hưởng thụ khi về già. Chính tâm lý phải lo cho con cái tới tận răng, can thiệp vào cuộc sống khi chúng có gia đình riêng, khiến nhiều người già trở thành gánh nặng, quý vị ạ. Có câu chuyện thế này, ngẫm sự đời kể cho quý vị cùng nghe nhé. Gia đình nhà vợ chỉ có 2 người con, một anh trai thì đã lập gia đình và định cư ở Pháp, còn vợ anh ở nhà. Cô ấy từ bé đã được bố mẹ yêu thương, cưng chiều,
nên đi lấy chồng rồi, bố mẹ vẫn quan tâm từng ly, từng tí một. Sự quan tâm là tốt, tình cảm của bố mẹ dành cho vợ chồng anh là đáng trân trọng. Nhưng đôi khi, vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư, anh lại cảm thấy phiền phức và khó chịu. Vợ đang sống với bố mẹ anh, nhưng tuần nào mẹ vợ cũng sang nhà anh vài lần, mang theo đồ ăn và nói vợ anh phải bồi dưỡng cái này cái kia vì cô ấy đang mang thai. Mẹ vợ còn hướng dẫn cả mẹ anh cách chế biến, rồi dặn dò nấu cho con gái bà ăn nữa. Thời gian đầu anh cảm thấy rất thích, nhưng rồi một thời gian tuần nào cũng tiếp diễn như vậy, anh và cả bố mẹ anh đều cảm thấy phiền phức. Bố mẹ anh dưỡng thai tử tế, tuần nào bà cũng phải lặn lội sang nhà anh để đưa đồ ăn, khiến anh cũng cảm thấy ái ngại với bố mẹ mình. Nhưng cũng không dám góp ý với bố mẹ vợ điều này, sợ bố mẹ vợ buồn và vợ phải suy nghĩ. Ngoài đưa đồ ăn, mẹ vợ còn quan tâm đến nhiều vấn đề khác, cụ thể là can thiệp cả vào chuyện chăn gối của hai vợ chồng anh. Có lần mẹ vợ đến nhà gọi anh ra dặn rằng trong thời gian vợ mang thai, nhất là 3 tháng đầu, tuyệt đối không được quan hệ tình dục vì ảnh hưởng đến vợ và em bé. Rồi có lần cô ấy bị động thai, anh và vợ đang ở bệnh viện thì mẹ vợ chạy đến ầm ầm nói với anh rằng đã bảo kiêng cữ lại không nghe, rồi nói anh làm khổ con gái bà, khổ cháu, trong khi anh chẳng làm gì cả. Sau những lần như thế, anh cảm thấy ngại khi về nhà vợ chơi, ngại tiếp xúc với bố mẹ vợ vì luôn cảm thấy không thoải mái hoặc có cái gì đó gượng ép. Vợ anh cảm nhận được điều này nên cũng buồn, chưa kể bố mẹ anh cũng không hài lòng. Nên đôi khi có những câu nói khiến vợ anh bị tổn thương. Cô ấy stress trong lúc mang thai nữa, và thế là bao nhiêu bực dọc đổ hết lên đầu anh. Quý vị ơi, dẫu biết rằng việc quý vị lo lắng quan tâm cho con cái mình là điều không sai, thế nhưng khi quý vị đã bước vào tuổi lão niên, thời gian sẽ là hữu hạn, nên chuyên chú vào việc mình muốn làm và người mình muốn quan tâm. Không nên lãng phí thời gian và tâm trí vào những việc không nên. Con cháu lớn lên sẽ có thế giới, có cuộc đời và phúc phận của chính bản thân mình. Làm ông bà cha mẹ, quan tâm con cháu là việc không sai. Nhưng quá quan tâm mọi chuyện của con cháu đều muốn quản thì đó lại là điều gây phiền toái cho con cháu và ràng buộc bản thân mình, quý vị ạ. Thay vào đó, quý vị hãy buông bỏ những vướng bận trong lòng, làm những công việc vừa sức, kết giao với những người bạn cùng sở thích sẽ giúp cuộc sống trở nên nhiều màu sắc, phong phú và khoái hoạt hơn rất nhiều đấy ạ. Việc thứ hai đó là mải mê kiếm tiền cho con, không còn thời gian để an hưởng tuổi già. Con cái đều đã lớn, thế nên quý vị chớ làm nô lệ cho chúng. Quý vị nên giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ khi cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho chúng. Quý vị phải hiểu rằng cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động, hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi có thể và bằng lòng với những tiện nghi hiện tại. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái của mình. Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng chúng còn quá bận rộn với công việc, mái ấm riêng và những ràng buộc khác. Quý vị hãy học cách tin tưởng con cái, hãy tin rằng tự chúng sẽ biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Con cháu tự có phúc của chúng, đừng vì chúng mà mãi làm thân trâu ngựa, hãy học cách dần dần buông tay. Có một đôi vợ chồng già nọ dành cả tuổi thanh xuân bươn chải kiếm tiền, gạt bỏ tất cả những mong muốn, chẳng cần thời gian riêng cho bản thân, chỉ mong cho con cái có cuộc sống đủ đầy hơn. Những lo toan bộn bề cuộc sống cứ thế cuốn họ đi, đến khi con cái trưởng thành thì thời gian cho bản thân đôi vợ chồng già cũng không còn nhiều nữa. Những khó khăn của tuổi già tiếp tục kéo đến, mâu thuẫn với gia đình riêng của con cái, đối mặt với tình trạng sức khỏe ngày càng yếu đi của vợ. Người chồng bất lực ân hận vì tuổi thanh xuân đã không dành thời gian cho nhau nhiều hơn,
chuẩn bị chu đáo hơn cho chuyến đi phía bên kia sườn dốc cuộc đời. Cuối cùng, họ quyết định chọn cách cùng nhau ra đi thanh thản. Quý vị thấy đấy, nhiều khi cha mẹ cả đời vì con, vì cháu, nhưng rồi đến cuối cùng cũng ra đi trong cô đơn. Thời gian mà quý vị có thể sống vui vẻ trên đời không dài, thay vì cứ ôm lấy những điều khiến mình mệt mỏi, thì quý vị hãy chủ động tìm kiếm niềm vui cho chính mình. Quý vị đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái, bởi lẽ chúng có số phận riêng của chúng và chúng chắc chắn sẽ tìm được con đường của mình trong cuộc đời. Điều quan trọng là quý vị phải thực sự buông thả con cái ra. Một khi chúng đã đủ lông, đủ cánh để bay vào đời, bỏ bớt áp lực cá nhân và cho cả con cháu, chắc chắn bạn sẽ được thoải mái đôi đường để tự lựa chọn con đường tương lai. Sự thật thì việc này không quá khó khăn, có chăng là liệu quý vị có chấp nhận được sự lựa chọn này hay không mà thôi. Lão Tử nói, vạn vật đều thuộc về cội nguồn. Quay trở lại gốc có nghĩa là tĩnh. Tĩnh có nghĩa là trở lại cuộc sống. Chỉ bằng cách tự mình nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể khôi phục chức năng sống, không sống quá mệt mỏi. Khi tuổi già ập đến, hãy biết cách buông bỏ bớt những vướng bận với con cái. Ai cũng có đời sống riêng, vậy nên quý vị nhớ nhé, hãy vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực bất cứ lúc nào. Hãy giữ cho trái tim vui vẻ, không giữ lại điều gì trong lòng. Chỉ khi không còn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, quý vị mới có thể thực sự nghỉ ngơi cho chính mình. Việc thứ ba, đó là ngừng cố gắng can thiệp và lựa chọn của con cái. Quý vị ạ, nhiều bậc cha mẹ đã quen với việc can thiệp và quyết định cuộc sống của con cái. Khi con còn nhỏ, thiếu hiểu biết, cha mẹ sợ con chọn sai hướng, thiệt hại lớn nên thích cân đo đong đếm ưu khuyết cho con, kiểm soát cuộc sống của con. Thế nhưng, sau khi lập gia đình, các con đã có chủ kiến của mình và quá trình lao động miệt mài ngoài xã hội cũng cho phép các con lĩnh hội những quan niệm mới, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và cách đối mặt với cuộc sống trong tương lai. Hơn nữa, bản thân con cũng cần có trách nhiệm với những quyết định của cuộc đời mình, chứ không phải trông chờ vào cha mẹ hay bất cứ ai khác. Vì vậy khi về già, con người ta phải học cách buông bỏ con cái, quý vị nhé. Con người không ngừng phát triển và tiến bộ. Quý vị có thể bảo vệ con cái một lúc, nhưng không thể bảo vệ chúng mãi mãi được, đúng không ạ? Một số rắc rối mà con cần tự giải quyết một cách độc lập và một số trở ngại cần phải được tiêu hóa và phản ánh riêng. Chỉ sau khi trải qua mưa gió, con cái của chúng ta có thể tự mình đứng lên mới có thể coi là một người trưởng thành tự lập. Nếu quý vị cứ cản trở sự lựa chọn của con cái một cách mù quáng và khiến chúng phụ thuộc vào quý vị, điều đó sẽ gây bất lợi cho sự phát triển và trưởng thành của chúng, mà chính quý vị là nguyên nhân. Đặc biệt là khi quý vị đưa ra ý kiến thì con cái có thể nghe theo hoặc tham khảo để đưa ra quyết định của riêng mình. Nhưng nếu quý vị ép con cái phải làm theo ý kiến của mình thì chỉ gây phản tác dụng, khiến trẻ phản kháng lại quý vị, khiến gia đình bực tức, chán nản. Việc thứ tư, đó là đừng can dự vào cuộc hôn nhân của đôi trẻ. Quý vị ơi, quý vị hãy nhớ là giữa cha mẹ và con cái, điều quan trọng nhất là giao tiếp và hòa hợp với nhau ở một năng lực bình đẳng. Khi con cái kết hôn, chúng và bạn đời có cách hòa hợp và giao tiếp riêng, miễn là chúng sống tốt và thoải mái. Nếu thực sự là vấn đề nguyên tắc, người cao tuổi có thể đưa ra ý kiến riêng của mình. Nhưng đừng kén chọn chuyện hôn nhân của con cái và buộc tội, phàn nàn về người bạn đời của con cái khi quý vị không hiểu thấu đáo mọi chuyện. Một mặt, nó sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn ban đầu giữa đôi bạn trẻ. Mặt khác, những người tốt có thể bị đổ lỗi sai. Khi con cái bước vào hôn nhân, chúng nên cố gắng học cách quản lý mối quan hệ giữa hai giới và xử lý đúng đắn những mâu thuẫn vợ chồng thay vì nhìn mặt cha mẹ và hành động mà không tự phán xét. Vì người cao tuổi sống trong nhà con cái, họ phải học cách tôn trọng những lối sống khác nhau, không coi mình
là người có quyền hành tuyệt đối và can dự vào việc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ. Đúng là chúng là con của chúng ta, nhưng chúng cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình trong hôn nhân của chính bản thân mình. Vì vậy, ý thức tự giác lớn nhất của người cao tuổi là không can thiệp vào việc lập gia đình của con cái. Việc thứ năm, ngừng hỏi về quyền riêng tư và suy nghĩ của con cái. Có người hỏi, con cái dù bao nhiêu tuổi, cha mẹ suốt đời quan tâm đến chúng. Nếu con cái có những khúc mắc, băn khoăn, họ luôn muốn là người biết đầu tiên, mong con cái có thể nói ra những điều riêng tư trong lòng để họ khuyên nhủ con cái. Nhưng sau khi con cái kết hôn, chúng đã là người trưởng thành. Lúc này quý vị không thể hiểu hết những suy nghĩ của họ và quý vị thực sự không cần phải coi họ như những đứa trẻ và yêu thương họ ở mọi nơi. Một mặt, con cái muốn cha mẹ cảm thấy thoải mái, quen với việc báo tin tốt thay vì tin xấu. Mặt khác, trẻ em cũng hy vọng có một cảm giác cơ bản về ranh giới với cha mẹ, cả gần gũi và xa cách. Nếu quý vị luôn lo lắng, hỏi han chuyện riêng tư của con cái, sẽ khiến chúng cảm thấy không có không gian cho mình và chúng sẽ cảm thấy chán nản và khó chịu. Quý vị không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn gây rắc rối cho họ và khiến họ lo lắng. Vì vậy, mẹ hãy tin tưởng vào con, đừng lo lắng gì cả. Hãy để con có những bí mật nho nhỏ của riêng mình. Đây mới chính là trí tuệ cảm xúc cao thực sự. Khi về già, ai cũng mong mỏi một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Sau đó, bạn phải hiểu thước đo của những gì mà quý vị nói và làm. Con người sống suốt đời và họ phải học cả đời. Đừng cố ý và lập dị vì bạn đã già và chỉ muốn cướp đi sự chú ý của con cái. Cố gắng nói chuyện thân mật với con cái, giao tiếp với nhau bình đẳng. Cả quý vị và con cái của quý vị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái. Video ngày hôm nay cùng ngẫm sự đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với ngẫm sự đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, ngẫm sự đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.